Xin chào các bạn, hôm nay mình có phần mềm HD Combo Viettel không đồng. Thì nhiều bạn kêu mình là lừa đảo, thì mình không hiểu lắm là mình ý các bạn đó là mình lừa đảo chỗ nào. Nhưng mình nghĩ là có những vấn đề sau đây. Thứ nhất là các bạn nghĩ mình có chèn virus vào file. Thật sự file mình chỉ như đây thôi, và ở thư viện của OpenVPN bắt buộc phải có. Theo là đây cái file thực thi mình đặt vì thế 63 kg, tức là bao gồm tất cả các tập lệnh chạy và icon. Thì mình không cao lắm nên mình không biết là có chèn điểm virus vào cái file nhỏ như vậy hay không. Tiếp theo thì một số bạn kêu mình là sẽ free nhưng lại bán ạ. Thì mình xin nói lại là các bạn hoàn toàn có thể server các bạn vào để hoạt động cùng với chương trình của mình thoải mái. Tiếp theo là số bạn của mình nhiều khi nó bán ạt để người ta nạp tiền rồi mình thật sự không bắt được. Thì mục đích chính của clip này mình sẽ chứng minh cho các bạn nó thấy là hoàn toàn có thể hack được bằng cái phần mềm của mình. Ở đây mình máy tính mình nó bị điên và hack xong thì mình phải kích hoạt lại cái sóng bao giờ để đổi IP khác. Bạn nào mà gặp trường hợp mà không connect được hay là vừa disconnect xong á thì hoàn toàn có thể vào để tắt mở lại các ba sóng bao giờ để cập nhật lại IP. Đây là sim không đồng nè, kết nối được có mạng là tự nhảy ra cái trang nạp tiền đi. Cái rất là dễ nhận biết. Đây xin bao giờ cộng đồng rồi mình sẽ chạy phần mềm app của mình. Đây là mình mở cửa sổ xem Debian để cho dễ nhận biết thôi, không gì hết. Quan trọng là khi nào nó hiện ra là connected, tức là ok các bạn đã hack thành công và bên nó sẽ nhảy thôi. Nó tịch bình là nhảy. Chỗ mình thì sóng không mạnh lắm do mình ở khu chung cư nó nhiễu rất là nhiều. Đây. Rồi ok, giờ mình sẽ test tốc độ server với cái tín hiệu không tốt thế này. Thì tốc độ mình đạt được sẽ là khoảng 40-50. Rồi được khoảng 50 là do điều kiện sóng. Hãy bình nhảy rất là dữ dội chứ. Nếu mà do server thì bình nó không nhảy cao như vậy. Nó chưa kịp ăn vô cái tốc độ của 3G đã hết server, tốc độ server rồi. Nên cái này là do 3G nha các bạn. Còn server mình là test bằng cáp quang thì rất là ok. Rồi, mục đích làm clip này của mình chỉ là vậy thôi. Để cho những thành phần không mình lừa đảo thì bớt nguy hiểm một chút. Rồi mình trả lời lừa, không phải lừa đi xe free như vậy cả, người ta sẽ bán hơn các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.